Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. À. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một mảnh đất ở tại xã A Là Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây trước màn hình quý anh chị đây là con đường dầu. Con đường này thì trong bìa đỏ hiển thị rộng khoảng 12 mét nhé quý anh chị nhé. 12 mét. Từ vị trí này chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ bán kính trong vòng khoảng 1,5 cây số đổ lại theo con đường đây ạ. À. Và về tới trung tâm huyện Chư Sê, khu hành chính quốc lộ 14A vân vân thì bán kính trong vòng khoảng 10 cây số đổ lại nhé quý anh chị. 10 cây số. Và theo hướng này thì chúng ta lại thông lên một cái xã gọi là xã Bờ Ngon. Để lên tới thành phố Bà Lê Cu, Gia Lai thì chúng ta cũng theo con đường này lên khoảng 28 cây số là chúng ta về tới tỉnh thành phố Bà Lê Cu cũng như sân bay nhé quý anh chị. Và hôm nay thì đất đăng tải lên một mảnh vườn. Có mặt đường đây là 80 mét nhé quý anh chị. Tức là đất chúng ta ôm cái mặt đường này là 80 mét ạ. Và có diện tích là 1 hectare nha quý anh chị nhá. Diện tích là 1 hectare. Điều đặc biệt trong này, gia chủ hiện tại trong cái diện tích này đang trồng toàn bộ cây cà phê và cây sầu riêng. Có 200 cây sầu riêng. Đây ạ, quý anh chị thấy cây sầu riêng đây ạ, trồng xen canh nhá quý anh chị nhá. Được gia chủ làm kỹ thuật rất chi là bài bản. Quý anh chị thấy đây ạ, đây là cái bồn cây sầu riêng. Và đây sầu riêng trái đây ạ. Theo ước định của gia chủ thì năm nay 200 cây sầu riêng này thì có khoảng 100 cây được thu nhé quý anh chị. 100 cây được thu. Đấy trái đây, quý anh chị thấy trái đây ạ. Nhà đất đánh giá thì với 100 cây này thì nó vào khoảng, nếu năm nay ước lượng thu thì nó vào khoảng cỡ tầm 3 tấn sầu riêng nhé quý anh chị. Khoảng 3 tấn ạ. Khoảng 3 tấn thôi ạ. Được gia chủ làm kỹ lưỡng bài bản. Và có 1.900 cây cà phê. Tất cả cà phê đã vào kinh doanh. Và có 200 cây bơ nha quý anh chị. Toàn bộ là cây bơ bút và 034. Đó, cây bơ đó quý anh chị thấy đấy ạ. Với ước lượng cà phê thì gia chủ chia sẻ năm nay hoặc năm vừa rồi. Thì với 1.900 cây đây thì gia chủ có ước lượng thu vừa rồi là được khoảng cái tầm 6 tấn nhân nha quý anh chị nhá. 6 tấn nhân ạ. Bởi vì theo nhà đất đánh giá thì cây cà phê này còn đẹp. Cũng không phải cà phê tơ, nhưng mà được gia chủ chăm kỹ lưỡng bài bản, dàn cảnh vẫn còn đẹp đây ạ. Để nhà đất nhắc lại là 200 cây sầu riêng thì đã có 100 cây vào thu. Còn 200 cây thì, 100 cây là vào năm thứ 2, thứ 3 nhé quý anh chị nhé. Một nô đất đẹp tí nhà đất sẽ bay lai cam. Bởi vì đất rộng nhà đất đi quay chỉ sơ sơ thôi, tí sẽ bay lai cam. Và quý anh chị nào có quan tâm, làm có nhu cầu làm vườn thì nhà đất sẽ đưa về đây trực tiếp gặp chủ và chúng ta xem vườn kỹ lưỡng hơn ạ. Một nô đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời hoặc quý anh chị nào về đây chúng ta định cư sinh sống. Để lô đất chúng ta thuận tiện về đường đi lại, ra chợ, trường học cho con em chúng ta ăn học. Và lên tới thành phố Bà Lê Cu cũng gần nha quý anh chị nhá. Chỉ có một đường này là chúng ta đi thẳng lên tới thành phố thôi ạ. Và lô đất được với chất đất đỏ màu ba gian, đất bằng đẹp. Tức là đây ạ. Nhà đất đang đứng ngay ở cái ngã ba, con đường này là đi vào có một căn nhà cấp 4 dưới đây, gia chủ đang định cư ở đây ạ. Và con đường này là con đường sử dụng riêng. À chung nhá quý anh chị, tức là bên này, mé bên này là của hàng xóm và bên tay phải đây là đất của mình đây ạ. Gọi là đất của chúng ta có hai mặt tiền đường nhá quý anh chị, mặt đường để nhà đất nhắc lại. Đường dầu đây là 80 mét và con đường đây là con đường đi vào căn nhà đây ạ. Và bây giờ nhà đất sẽ tiến chân vào cái vườn và căn nhà để quay cho quý anh chị tham khảo ạ. Một thế đất đẹp, đất bằng đẹp, tuyệt đối bằng nhé quý anh chị nhá. Đất chúng ta đã có điện ba pha và có suối, có giếng đầy đủ ạ. Nó cây sầu riêng thì quý anh chị thấy đây ạ. Có một số quý anh chị cũng nhờ nhà đất đăng tải lên và kiếm mấy vườn sầu riêng. Thì đây ạ, cơ hội đến với quý anh chị đây rồi đây ạ. Vườn sầu riêng đẹp, 200 cây sầu riêng nhé quý anh chị nhá. Đó, trái này. Đấy, gia chủ kỹ này này, đây là giải một cái lượt bê tông để gia chủ đi lại cho đỡ dính xe này. Và có cả một số trụ tiêu, nhưng tiêu thì chết hết rồi, chỉ còn trụ không, có khoảng 500 trụ. Trụ gỗ hết nhá quý anh chị nhá. Đó, sầu ạ. 100 cây đã vào thu thế này rồi nhá. Với địa thế đẹp, khu dân cư ở và đường đi nối lại thuận tiện. Thì với tổng cái tài sản này, gia chủ đang đưa ra một cái giá là 3 tỷ 200 triệu ạ. Đưa ra một cái giá bán bao sang tên cho quý anh chị. Có thương lượng gia lộc nhẹ thôi nhá quý anh chị nhá.
Một cái vườn đẹp. Nếu theo nhà đất đánh giá thì với cái giá này ở đất chữ C thì không cao, bởi vì đất chúng ta có mặt tiền đường giàu, gần trung tâm xã, chợ, trường học. Chúng ta có thể định cư ở đây thì tuyệt vời rồi, không có gì phải chê. Và chất đất đẹp bằng. Đấy ạ, sầu riêng quý anh chị thấy ạ. Cây này thì nhà đất đếm sơ sơ nó vào khoảng 50 trái nha quý anh chị nha. Đấy, sầu riêng Thái và G6. Được gia chủ trồng sen canh và cà phê, nhưng mà làm hàng lối thẳng và đẹp, kỹ thuật tốt nhé quý anh chị nhé. Tất cả gia chủ đã trồng theo hàng thẳng tưng hết thiết kế. 8 mét, tức là cái một chiều gia chủ chia sẻ là một chiều 8 mét và một chiều 10 mét nhé. Là cây sầu riêng ạ. Với vườn này thì bắt đầu sang năm là cho chúng ta vào thu hoạch chính hết nha quý anh chị. Thu hoạch chính hết. Sầu riêng cây nào cũng như cây đó. Được gia chủ làm cái cành chồi là tỉa tót là kỹ càng. Gia chủ có nhu cầu về quê sinh sống, nhờ nhà đất đăng tải lên để bán cho quý anh chị ạ. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay với nhà đất nhá, để chúng ta tham khảo và về đây trực tiếp xem cái vườn. Điện nước thì bao nước cho quý anh chị luôn. Đó, sầu riêng quý anh chị thấy à, cây nào cũng đều chấm chấm như nhau hết. Và đây còn có cả một số chủ tiêu vẫn còn đang sống đẹp đấy ạ. Đó, có khoảng 500 chủ tiêu nhé quý anh chị nhá, 500 chủ tiêu. Toàn bộ chủ gỗ hết. Đó, sầu riêng là theo hàng nối hết. Một lô đất quá đẹp, quý anh chị có thể mua về đây định cư. Quá thuận tiện luôn ạ. Đó, sầu riêng quý anh chị thấy đây. Đó, sầu riêng trái đây ạ. Quá đẹp luôn. Chúng ta chỉ về đây sẵn ở chăm sóc là có nguồn thu rồi ạ. Trên đất là hiện tại có cây sầu riêng được thu và cây cà phê, cây bơ. Có khoảng 200 cây bơ ạ. Và đấy, gia chủ trồng cả đây gọi là cây cam sành đấy ạ. Đã ra trái hết rồi đấy ạ. Có đủ các loại cây ăn trái. Quá đẹp luôn ạ. Sầu riêng thì quá trời đẹp luôn. Này, quý anh chị thấy trái sầu riêng chưa ạ? 100 cây đã vào thu nha quý anh chị nha. Quá đẹp luôn. Trời ơi, đã. Khoảng 1 tháng nữa là chúng ta có vào sầu thu hoạch rồi nha quý anh chị nha. 1 tháng nữa thôi. Theo lời chia sẻ của chủ nhà thì năm ngoái cũng đã thu được 3 tấn sầu. Thì chủ nhà cũng vừa chia sẻ lại với nhà đất năm nay cũng khoảng cỡ 5 tấn sầu riêng nhé quý anh chị. Thu được khoảng 5 tấn sầu riêng ạ. Riêng năm nay ạ. Đó, như cây này thì nhà đất đánh giá đã vào khoảng cỡ tầm 5-70 ký đâu. Trái quá trời luôn. Ui dồi, cây nào cũng đẹp luôn ạ. Phải nói là kỹ thuật chủ nhà làm tốt nha quý anh chị nha. Trái rất chi là đậu và bóng mượt. Và đây ạ, có một căn nhà cấp 4 để cho quý anh chị về đây chúng ta sẵn định cư. Một căn nhà cấp 4 có đầy đủ tiện nghi ạ. Đây quý anh chị thấy không gian. Từ vị trí đây, từ căn nhà gia chủ này ở làm ở giữa cái vườn của chúng ta. Đi ra tới đường dầu, theo con đường này, tức là đất chúng ta có hai mặt tiền đường. Xuống tới này khoảng 200 mét nha quý anh chị nhá, khoảng 200 mét để chúng ta đi xuống cái nhà. Và trước đây ạ, trước cái nhà là có một cái sân.
Sân bê tông này thì chắc rộng khoảng cỡ tầm 400 mét vuông nha quý anh chị. Sân rộng ạ. Và cùng một căn nhà cấp 4 đây ạ. Tí nhà đất sẽ vào căn nhà quay cho quý anh chị. Có đầy đủ kho, công trình phụ và có chuồng trại. Và đây chủ nhà hiện tại bây giờ đang nuôi dê đây, quý anh chị thấy đây ạ. Và đây có cả bơ đây nhá quý anh chị. Bơ này gọi là bơ sáp nha quý anh chị nha. Một trái này chắc phải gần cả cân nha quý anh chị. Bơ to quá. Đây, có chuồng trại để chăn dê đây ạ. Chúng ta về đây làm khu nghỉ dưỡng định cư làm ăn kinh tế đây, với khí hậu ở đây mát mẻ nha quý anh chị. Ồ, dê đẹp quá. Và đây trước nhà gia chủ có một cây sầu riêng này, thì sầu riêng này thì chắc phải vào năm thứ 7 thứ 8 rồi nha quý anh chị nhá. Trái coi này. Ui dồi, cây sầu riêng. Có một cây sầu riêng lớn ở ngay trước nhà nha quý anh chị nhá. Đó, trái này. Trái này chắc phải 5 6 kg quý anh chị ạ. Phải nói là một cái vườn đẹp nha quý anh chị. Chúng ta về đây chỉ sẵn ở thôi. Có đầy đủ công trình, vườn tược, nhà cửa để cho chúng ta chỉ sẵn ở thôi ạ. Có đầy đủ các cây. Đây trước nhà đây thì lại có một cây chè nhá. Chúng ta chỉ cần ra đây hái chè là buổi sáng chúng ta có thể uống chè được rồi. Có cam, có chanh, có vải, có cả cây la, cây bưởi, có đầy đủ nha quý anh chị. Chôm chôm. Nói chung là cái vườn này được gia chủ trồng tất cả các loại cây ăn trái. Chúng ta về đây có thể là thưởng thức nhiều loại cây ăn trái ạ. Quá đẹp luôn. Và đây căn nhà đây ạ. Căn nhà được gia chủ làm thiết kế. Một căn nhà cấp 4 gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Đây ạ, lền thì lền đá hoa đây anh nhé. Được đóng lọc phông đầy đủ. Đây là một cái phòng khách. Và có 2 phòng ngủ. Và đây là không gian bếp đấy ạ. Chào. Đó. Bà chủ đang nấu ăn này. Một cái vườn đẹp có đầy đủ tiện nghi. Chỉ sẵn về đây chúng ta sinh sống thôi. Không cần phải đầu tư cái gì nữa. Phải nói là nhà đất cũng đã đi quay nhiều cái vườn nhưng mà chưa thấy cái vườn nào mà được gia chủ chăm sóc kỹ lưỡng như vậy ạ. Đây là công trình phụ, nhà tắm, nhà vệ sinh làm riêng biệt nhé quý anh chị. Đấy, nhà gia chủ đầu tư phân toàn bón các loại phân cao cấp cho cây sầu riêng đây ạ. Quý anh chị về đây để mua cái vườn này thì tất cả cái đồ dùng để làm phục vụ cái vườn thì gia chủ để lại, còn đồ vật cá nhân thì gia chủ đưa đi. Và có thể thương lượng mua những cái gì để lại thì gia chủ vẫn để lại hết nhé quý anh chị. Thương lượng giá thôi ạ. Đấy, sau nhà đây ạ. Đây là cây đinh lăng. Và chanh, dừa, mít. Cây này là cây bú sữa. Nói chung là có đầy đủ các loại cây ăn trái. Để nhà đất nhắc lại là có 200 cây sầu riêng này, 100 cây đã vào thu kinh doanh, 100 cây vào năm thứ 2, thứ 3. Và có 200 cây bơ và nhãn, mít và một số cây ăn trái khác. Tức là có đầy đủ các loại cây ăn trái nha quý anh chị. Đây này quý anh chị, đây là cây la đây ạ. Một cái vườn quá đẹp luôn ạ. Với cái giá này không cao nha quý anh chị. Với cái giá chỉ có 3 tỷ 200 triệu. Với diện tích 1 hectare, có đầy đủ công trình, nhà cửa và cây ăn trái. Đường đi nối lại thuận tiện, là một cái giá rẻ nha quý anh chị, không cao ạ. Chúng ta có thể đầu tư sinh lời vẫn được. Đó, ở đây thì quý anh chị thấy đấy, tí nhiên đất sẽ bay lai cam. Ngay bên cạnh của lô đất chúng ta thì đây có nhà hàng xóm đó, ở rất vui. Và ngay đằng sau đối diện lô đất chúng ta cũng có nhà luôn đó quý anh chị thấy đấy ạ. Dân ở đây rất chi là đông vui nhé quý anh chị nhé.
Rồi bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi livecam để biết vị trí lô đất và khu dân cư và vườn cây nó đẹp thế nào ạ. Bây giờ nhà đất xin tạm dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay với nhà đất số điện thoại là 0975 582 442 để nhà đất chụp biệt đỏ cho pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau ạ.